Sứ ngôn viên Tuyết Nha và Trang Lương xin chào mừng quý vị đang đến với chương trình tin tức tổng hợp của đài truyền hình IBC TV trên băng tần 57.19 miền Nam, 16.12 miền Bắc California, hệ thống Galaxy 19 toàn Hoa Kỳ và Canada, website ibctv.us cùng Facebook và YouTube IBC TV Official cũng như là kênh mới trên Houston, Texas là 27.7. Như thường lệ, sau đây chúng tôi xin kính mời quý vị cùng đến với phần điểm tin. Cảnh sát Ecuador đã bắt giữ hai người đàn ông nghi hại công tố sát hại công tố viên. Cựu thủ tướng Pakistan là Nawaz Sharif tổ chức cuộc vận động tranh cử đầu tiên. Ông Lavrov của Nga không ai cho phép ném bom Yemen. Hải quân Ấn Độ giải cứu thủy thủ đoàn khỏi tàu Mỹ bị tấn công ngoài khơi của Yemen. Một cái nhìn bên trong của nhà máy khử muối của Barcelona khi hạn hán gây ra hạn chế về nước. Sau đây chúng tôi xin mời quý khán giả cùng đến với bản tin chi tiết đầu tiên liên quan tới Ecuador có phần trình bày của sứ ngôn viên Trang Lương. Vâng, và kính thưa quý vị, phần tin đầu tiên, cảnh sát Ecuador đã bắt giữ hai người đàn ông nghi sát là hại công tố viên. Cảnh sát Ecuador hôm thứ Năm ngày 18 tháng 1 cho biết là họ đã bắt giữ hai người đàn ông bị tình nghi là sát hại công tố viên của Ecuador là Cesar Suarez vào thứ Tư ngày 17 tháng 1 tại Guayaquil. Và cảnh sát cho biết là họ đã thu giữ một khẩu súng trường, hai khẩu súng lục và hai phương tiện trong các cuộc đột kích. Đồng thời họ vẫn đang truy tìm hai nghi phạm khác trong vụ bắn chết Suarez. Theo như chỉ huy của cảnh sát là Victor Herrera, tội ác được thực hiện bởi Cone Killer là một nhóm tội phạm được chính phủ Ecuador xếp vào danh sách tổ chức khủng bố. Công tố viên Suarez bị bắn chết hôm thứ Tư ở Guayaquil. Ông phụ trách truy tố các vụ án tội phạm có tổ chức ở tỉnh Guayas. Cựu thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif đã tổ chức vận động tranh cử đầu tiên. Cựu thủ tướng Nawaz Sharif, người có đảng được coi là ứng cử viên dẫn đầu giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử tháng 2, bắt đầu chiến dịch tranh cử của mình vào thứ Năm vừa qua. Hàng ngàn người ủng hộ đã reo hò vẫy cờ của đảng chào đón nhà lãnh đạo này khi ông đi bằng trực thăng trong cuộc meeting ở tỉnh miền Trung Punjab. Ông Sharif đã nói với hàng ngàn người ủng hộ ông tại đây rằng ông muốn đất nước đứng vững trên đôi chân của mình và rằng sẽ không xảy ra tình trạng thất nghiệp hàng loạt nếu ông không bị tước bỏ quyền lực. Sharif được bầu vào làm thủ tướng vào các năm 1990, 1997, 2013, đổ lỗi cho việc ông bị lật đổ năm 2017 và cáo buộc tham nhũng sau đó là do quân đội, lực lượng mà ông đã bất đồng quan điểm. Chiến dịch tranh cử cho cuộc bầu cử ngày 8 tháng 2 bị trì hoãn từ tháng 11 dường như khơi dậy cuộc chạy đua âm thầm trong bối cảnh môi trường chính trị không chắc chắn sau khi đối thủ chính của ông Sharif và đảng của cựu thủ tướng Imran Khan đang bị bỏ tù đối mặt với một cuộc đàn áp được quân đội hậu thuẫn. Dẫn lời của ông Lavrov của Nga thì không ai cho phép ném bom Yemen. Ngoại trưởng Nga là Sergei Lavrov hôm thứ Năm ngày 18 tháng 1 đã cho biết là không ai cho phép Hoa Kỳ tấn công Yemen. Ông Lavrov đưa ra tin bình luận này tại một cuộc họp báo ở Moscow vào thời điểm mà Nga cho biết là nước này đang mắc kẹt trong một cuộc đấu tranh hiện hữu với phương Tây về vấn đề Ukraine và hình dạng của một trật tự thế giới trong tương lai. Không còn nghi ngờ gì nữa, Hoa Kỳ, Anh và một số đồng minh khác của họ đã vi phạm và chà đạp lên tất cả các quy tắc có thể hiểu được của Bộ Luật pháp quốc tế. Bộ trưởng nói trong một cuộc họp báo ở Moscow, tôi có thể nói rằng những tuyên bố mang tính bào chữa từ Washington trông rất thảm hại. Quân đội Hoa Kỳ hôm thứ Tư cho biết là lực lượng của họ đã tiến hành cuộc tấn công bằng 14 tên lửa Houthi được nạp đạn để bắn từ Yemen vào ngày thứ Tư sau cuộc tấn công của Hoa Kỳ trong vòng chưa đầy một tuần. Hải quân Ấn Độ đã giải cứu thủy thủ đoàn khỏi tàu Hoa Kỳ bị tấn công ngoài khơi Yemen. Hải quân Ấn Độ cho biết họ giải cứu thủy thủ đoàn của tàu thuộc sở hữu của Hoa Kỳ ở vịnh Aden sau cuộc tấn công của Houthi của Yemen khi căng thẳng trên các tuyến đường biển trong khu vực này làm gián đoạn thương mại trên toàn cầu. Ngay sau cuộc tấn công vào tàu Greco Picardy của Hoa Kỳ vào cuối ngày thứ Tư, 17 tháng 1, quân đội cho biết lực lượng của họ tiến hành những cuộc tấn công vào 14 hỏa tiễn của Houthi, gây ra mối đe dọa sắp xảy ra đối với các tàu buôn và hải quân Hoa Kỳ trong khu vực. Những cuộc tấn công của lực lượng dân quân Houthi do Iran đồng minh nhắm vào các tàu trong và xung quanh Biển Đỏ kể từ tháng 11 đã làm chậm thương mại giữa châu Á và châu Âu, báo động những cường quốc về sự leo thang của chiến tranh giữa Israel và phiến quân Hamas của Palestine tại Gaza.
Người Houthis cho biết họ đang hành động đoàn kết với Palestine và đe dọa nhắm mục tiêu vào tàu của Hoa Kỳ, đáp trả những cuộc tấn công của đồng minh Hoa Kỳ và Anh vào nhóm này. Một cái nhìn bên trong nhà máy khử muối của Barcelona khi hạn hán gây ra hạn chế về nước. Một nhà máy khử muối đã hoạt động hết công suất vào thứ Năm ngày 14 tháng 1 tại tỉnh Barcelona, khi vùng Catalonia phía đông của Bắc của Tây Ban Nha đang hứng chịu đợt hạn hán tồi tệ nhất trong lịch sử, và chính quyền cho biết là họ sẽ giảm áp lực nước trong hệ thống cung cấp nước của một số thị trấn. Nhà máy Llobregat chuyển đổi nước biển thành nước uống là nhà máy khử muối dựa trên thẩm thấu ngược, gọi tắt là lớn nhất ở châu Âu và phục vụ 4,5 triệu người ở tỉnh Barcelona. Theo như trang web của công ty thì nó bắt đầu hoạt động vào năm 2009 và sản xuất được 60 hectare muối nước mỗi năm để đáp ứng nhu cầu nước uống của 4,5 triệu người trong khu vực. Chính quyền Catalan tuần này đã cảnh báo rằng các hạn chế khẩn cấp mới lên tới 80% đối với việc sử dụng nước nông nghiệp sẽ được áp dụng khi mực nước tổng thể của các hồ chứa trong khu vực đạt 16%. Các hồ chứa hiện chỉ đầy 16,2%. CMSC đã ghi lại độ chính xác cao đáng kể khi tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu 7 đi vào quỹ đạo. Các kỹ sư vũ trụ Trung Quốc vui mừng trước độ chính xác mang tính đột phá của sứ mệnh tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu 7 của nước này. Sứ mệnh này đưa tàu vũ trụ vào quỹ đạo và cập bến nhanh hơn đáng kể so với sứ mệnh trước đó. Theo như cơ quan vũ trụ có người lái Trung Quốc CMSC, chiếc tàu vũ trụ chở hàng được phóng cung cấp vật tư cho trạm vũ trụ Tiangong đang quay quanh quỹ đạo của nó. CMSC cho biết hỏa tiễn Trường Chinh 7 đã mang theo Thiên Châu 7 phóng vào lúc 10 giờ 27 phút tối giờ Bắc Kinh vào thứ Tư từ bãi phóng tàu vũ trụ Văn Xương ở tỉnh đảo Hải Nam. Sau 10 phút thì tàu Thiên Châu 7 đã tách khỏi hỏa tiễn đi vào quỹ đạo được chỉ định với tấm pin mặt trời sẽ sớm mở ra. Các thành viên phi hành đoàn Thần Châu 17 này trên trạm vũ trụ cũng đã theo dõi vụ phóng trực tiếp. Đáng chú ý, sứ mệnh này đánh dấu việc sử dụng phương pháp đánh lửa thủ công đầu tiên để phóng hỏa tiễn Trường Chinh 7, nâng cao sự thuận tiện trong vận hành bằng cách hợp lý hóa quy trình phóng và những thủ tục liên quan. Phó Thủ tướng Trung Quốc gặp cựu Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ. Phó Thủ tướng Trung Quốc Haley Feng đã gặp cựu Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Timothy Geithner, hiện là Chủ tịch của Warburg Pincus, vào thứ Năm tại Bắc Kinh. Hai bên trao đổi quan điểm về Trung Quốc-Hoa Kỳ, quan hệ, nền kinh tế Trung Quốc, thị trường vốn và các chủ đề khác. Ông cũng là Ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, cho biết là nền kinh tế Trung Quốc vẫn duy trì đà phục hồi tốt với tiến lược vững chắc trong phát triển chất lượng cao và triển vọng tươi sáng. Ông cho biết là Trung Quốc sẽ tiếp tục mở cửa với thế giới bên ngoài ở mức độ cao, cải thiện môi trường kinh doanh theo định hướng thị trường, dựa trên luật pháp và quốc tế hóa, đồng thời hoan nghênh Warburg Pincus tham gia xây dựng thị trường vốn của Trung Quốc và chia sẻ cơ hội phát triển. Ủa, nhà nãy không có vô, không có ra. Không ra không vô gì luôn hả? Ờ, cái lần trước á. Lần trước. Không. Quên rồi. Đang mải lo cho mẹ, quên rồi. Ờ, tại đang nhắn coi có Uber không á. Rồi bây giờ là đang đoạn nào vậy? Thế giờ về ao rồi. Rồi bây giờ á là không ao rồi. Tại vì đã đọc hai cái bản tin sau ao rồi. Đúng rồi đó. Hai cái rồi đó. Rồi bây giờ em ao vô hả? Rồi anh ghép vô kia hả? Hay là ao ngay này luôn? Thôi áo này luôn cũng được, anh khỏi suy nghĩ. Trời ơi, kêu cũng ghét luôn. Dạo này tâm hồn cho người cành cây. Kính thưa quý khán giả, và đến đây xin mời quý vị cùng ủng hộ cho những cơ sở kinh doanh thương mại đồng hành và bảo trợ cho đài IBC. Chúng tôi sẽ quay trở lại để gửi đến quý khán giả những tin tức nổi bật liên quan tới ít nhất là 12 trẻ em và 2 giáo viên chết đuối tại hồ Ấn Độ sau vụ lật thuyền như thế nào. Hay chúng ta tới với nhiều bản tin nổi bật liên quan tới lực lượng bảo vệ bờ biển Tây Ban Nha giải cứu cho 80 người di cư ngoài khơi của Gran Canaria. Xin mời quý vị đón xem.